Hôm trước thì chúng ta đã nghiên cứu đến tắc ruột, thế rồi chấn thương bụng. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái sỏi đường mật. Sỏi đường mật thì có lẽ sỏi đường mật thì về triệu chứng học chúng ta cũng đã nghiên cứu. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về cái chút về cái bệnh học và cái những cái hướng xử lý của cái bệnh lý này. Thế thì mục tiêu đối với cái bài ngày hôm nay á, thì sau khi học xong chúng ta cố gắng nắm được những cái giải phẫu về đại cương, về giải phẫu của cái đường mật và những nguyên nhân của những cái gây ra những cái sỏi. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ trình bày được cái triệu chứng lâm sàng rồi các cái chẩn đoán về cái bệnh sỏi mật, và cuối cùng thì chúng ta sẽ trình bày được cái nguyên tắc điều trị của cái sỏi, những cái sỏi thì để chúng ta cũng biết mà tiên lượng, và trong trường hợp nào, nếu chúng ta gặp trong trường hợp nào thì chúng ta giữ lại chữa, và trong trường hợp nào thì chúng ta phải chuyển bệnh nhân đi. Để lấy cái yêu cầu đối với cái bài của ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu chung về cái sỏi đường mật. Thế thì sỏi đường mật nó là một cái bệnh lý cũng khá là từ là hay gặp đấy. Ở Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á, nó rất hay gặp. Nó một cái tình trạng gây ra có hình thành các cái khối sỏi ở các cái hệ thống đường mật, và đến một chừng lúc nào đấy thì nó gây ra ung thư và gây ra tắc mật, gây các cái biến chứng rất là nguy hiểm. Thế thì các cái yếu tố thuận lợi thì chúng ta có thể thấy một số các cái dựa trên các cái lâm sàng người ta đã tổng kết, thì nữ thì nó lại hay gặp hơn nam, nữ hay gặp hơn nam, và đặc biệt là với những cái bệnh này nó rất hay tái phát. Nó rất hay tái phát, cho nên là có những người, đặc biệt là nữ, khi mổ đến gần chục lần, mổ đi mổ lại rất là mệt mỏi với cái đấy, là một cái, nó là một cái người ta thấy rằng là cái yếu tố thuận lợi là nữ nó hay gặp hơn. Ở lứa tuổi thì người ta hay gặp ở lứa tuổi đứng tuổi từ 40 cho đến 60 tuổi, cái tầm người ta hay phát hiện ra nhất. Hay phát hiện ra nhất, và người ta cũng hay gặp ở những người, tức là các cái đối tượng có đời sống kinh tế thấp, khó khăn, vệ sinh kém, thế rồi môi trường ở thì ẩm thấp, nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng, tức là cái nguy cơ nhiễm nhiễm trùng và nhiễm ký sinh trùng, đấy là những cái đối tượng mà nó nguy cơ cao, nguy cơ cao. Thì đấy là những cái yếu tố thuận lợi. Về cái cơ chế bẩm sinh thì người ta thấy là như này, thì nó thường liên quan đến cái việc nó hẹp cái đường mạch. Như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái yếu tố gì nó gây ra cái hẹp đường mạch thì nó cũng đều có thể là dẫn đến cái hình thành sỏi. Thế thì hẹp đường mật chúng ta thấy là có phổ biến ở những cái nước không phát triển hoặc là chậm phát triển, thì chính là cái nhiễm ký sinh trùng. Ở đây cụ thể là giun, hoặc là những trường hợp nhiễm trùng cũng thế, nó cũng có thể gây ra viêm dày các cái ống mật và cũng gây ra hẹp đường mật. Thế rồi những cái trường hợp ăn uống thiếu chất đạm, thiếu đạm thì dẫn đến những cái phù dinh dưỡng, và chính cái đấy cũng gây ra hẹp đường mật. Nói tóm lại, tất cả những cái nó liên quan đến những cái vấn đề hẹp đường mật thì nó có thể tạo ra ùn ứ và sinh ra các cái men gluconidaza ngoại sinh. Đấy, nên ngoại sinh, và nó có tác dụng thủy phân thì nó sẽ phá vỡ các cái kết hợp của bilirubin digluconolate. Thì từ cái việc nó kết hợp cái này thì nó giải phóng ra cái bilirubin tự do,
không hòa tan. À, tức nó đóng võn lại, nó không hòa tan, và kết hợp với cái anh canxi biruvinat thì nó hình thành dưới cái dạng bùn lạn sạn hoặc là những cái sỏi vụn lồn nhồn. Thì tất cả những cái đấy là những cái nó sẽ hình thành như vậy với cái diễn biến của nó theo cái cơ chế như trên. Chúng ta có thể hình dung trên cái sơ đồ, ví dụ như từ giun đũa nó cũng có thể gây ra đường hẹp, hoặc là từ thiếu đạm nó cũng có thể ra hẹp đó. Thế thì từ cái hẹp đường mật này nó dẫn đến cái ứ mật đó. Ứ mật thì cái pH tức là nó sẽ bị giảm đi, và nó làm cho cái beta glucuronic tăng lên, và nó dẫn đến cái gì, phân hủy cái bilirubin, thành giải phóng ra cái bilirubin tự do, và cái này nó không tan, nó không hòa tan trong 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 nước, cho nên nó thành ra lắng đọng lại cùng với canxi thì nó trở thành cái bilirubinate canxi. Mà đây chính là một cái dạng sền sệt kiểu bùn, và có khi là lổn nhột như những cái viên sỏi nhỏ, và chính nó chính là tạo thành cái sỏi vụn và cái sỏi bùn. Thế những cái này nó đóng lại, đóng món lâu ngày nó dính kết lại với nhau, nó tạo những cái viên sỏi, cho nên là có những viên sỏi to, có những cái viên sỏi nhỏ vụn lồn nhộn. Ngược lại nó cũng có những cái loại sỏi như là chúng ta thấy như là bùn lết sệt như vậy. Thế ngược lại thì một cái chiều hướng khác là từ cái giun đũa nó cũng có thể dẫn đến cái nhiễm trùng đường mật, viêm nhiễm, nó đi từ ruột lên cho nên nó đưa cả nhiễm trùng vi khuẩn lên, và từ cái nhiễm trùng đấy thì nó làm cho cái bilirubin kết hợp, và kết hợp vào thì nó tạo thành cái bilirubin tự do, tức là không kết, nó kết tủa lại và thành cái bilirubin tự do, và nó như vậy là nó không hòa tan và nó đóng món lại kết hợp với canxi, thì như vậy nó lại cũng theo cái quy trình này. Và từ cái thiếu đạm cũng vậy, một mặt là gây hẹp ra đường mật, nhưng một mặt nó cũng tạo ra cái glycora 1,4-lactone, và từ đây nó cũng làm cho cái bilirubin conida tăng lên, và nó làm cho cái bilirubin kết tủa và không tan trong nước nữa, giải phóng cái bilirubin tự do. Theo những cái cơ chế khác nhau như vậy thì nó đều làm ra cái chuyện hình thành ra các cái sỏi bùn và cái sỏi sỏi vụn. Thế thì chúng ta sẽ nhắc lại một tí cái giải phẫu. Chúng ta nhớ rằng là tất cả các cái giải phẫu thì nó bao gồm các cái gan, nó có bao gồm các cái tế bào gan, các cái tế bào gan để nó sản sinh ra mật. Thế rồi là các cái men. Thế thì cái đường mật thì nó sẽ bắt đầu từ các cái khe trong cái khoảng liên kết giữa các cái tế bào gan với nhau. Tức là bên giáp ranh giữa các tế bào gan là các cái khe liên kết, hay còn gọi là các cái khoảng tế bào liên kết. Đó. Thế thì ở đấy nó sẽ nhận những cái dịch mật từ tế bào gan nó tiết ra, đấy, nó tiết ra những cái khoảng, nó ứ động là nó chứa ở những cái khoảng khe giữa các cái tế bào, và từ cái khe nó, những cái khe đó nó sẽ đổ về những cái nhánh hạ phân tủy, hạ phân tủy, và từ những cái nhánh hạ phân tủy này nó lại tiếp tục đổ về các cái nhánh của các cái phân thủy, và các cái nhánh của phân thủy nó tiếp tục đổ vào hai cái nhánh chính là nhánh gan phải và nhánh gan trái. Như vậy là nó có cái ống mật ở gan phải và cái ống mật ở gan trái. Từ hai cái ống gan mật và gan trái đấy nó đổ gộp vào với nhau trở thành một cái ống gan chung để chui ra ngoài đấy. Đấy, ở chính cái rốn của gan đó thì cái ống gan chung này nó chạy đến cổ túi mật. Đó, chạy đến cổ túi mật thì từ lúc đó thì người ta gọi chỗ đó nó gọi là ống mật chủ. Ống mật chủ như vậy là bắt đầu nhỏ nhất, cái đơn vị mà đường mật nhỏ nhất chính là các cái khe ở trong cái khoảng liên kết, và cứ thế nó đổ dần, nhiều khe nó đổ vào thành một nhánh hạ phân thủy, nhiều nhánh hạ phân thủy nó thành một cái nhánh phân thủy, và nhiều nhánh phân thủy nó đổ vào cái gan, cái nhánh của gan phải và cái ống mật của nhánh gan trái,
hai cái nhánh này tiếp tục ra đến cuống gan thì đổ gộp chung vào với nhau ở cái cuống gan hay còn gọi là cái rốn gan. Như vậy nó tạo thành cái ống gan chung, và đến cái cổ túi mật thì ống mật nó đổ ra, và từ đó thì người ta gọi là ống mật chủ. Thì đấy là những cái cấu trúc mà đại cương của những cái đường mật của nó được cấu tạo như vậy. Thế thì cái lượng hàng ngày ấy, thì cái lượng mật nó cứ 12 tiếng nó tiết ra khoảng 500 cc, tức là khoảng nửa lít, và nó được dự trữ ở trong cái túi mật. Thế thì nó chỉ chảy xuống dưới tham gia tiêu hóa, là khi mà chúng ta ăn, khi chúng ta ăn thì nó cái phối hợp giữa cái thần kinh và thể dịch nó kích thích, nó tiết ra cái mật, ống mật, cái túi mật nó tăng co bóp lên và nó đẩy mật tiết ra đẩy xuống ruột đó, để tham gia vào cái quá trình tiêu hóa thức ăn. Thế thì trong trường hợp nó tắc mật cấp thì cái đường mật nó giãn và sung, nó bị sung huyết lên, và sau đấy thì nó viêm dày lên, tức là cái thành của cái đường mật, cái ống mật ấy, nó dày lên và thậm chí nó mủn mà nó có thể rất dễ bị thủng. Thì đấy là cái diễn biến như vậy khi mà nó bị viêm, tắc cấp ấy. Tắc cấp tức là đường nó giãn ra như mình căng một cái vải như vậy, nó sẽ cái tăng cái thẩm thấu lên và nó sung huyết lên đó. Như vậy mạch máu nó càng đến thì nó càng tạo lên cái sung huyết, các cái mạch cầu nó đến nó càng làm cho cái việc sung huyết nó tăng lên đó. Sau đó thì nó viêm dày lên và có thể là bị thủng, và trong trường hợp nếu nó thủng như vậy thì nó dẫn đến cái chuyện là mật nó thoát ra ngoài càng nhiều, thì như vậy là càng gây ra những cái biến chứng rất là trầm trọng, và nó có thể cũng có thể là sơ hóa và gây ra những cái ứ động. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng là từ cái giải phẫu như vậy thì cái sinh lý bệnh trong cái việc mà khi nó bị viêm cấp thì nó sẽ lại tạo ra một cái hiện tượng như ấy. Thế thì các cái loại sỏi mà chúng ta thấy ở đây thì nó có những cái loại sỏi gì? Thì đây là một số các cái sỏi mà chúng ta thường gặp. Sỏi chúng ta thường gặp. Thế thì nếu mà theo cái tính chất của sỏi ấy, thì nó có sỏi bùn rồi có sỏi viên. Đó. Sỏi bùn thì chúng ta thấy là nó như là bùn thật. Chúng ta sờ thấy đấy, dạng như bùn. Đó. Đấy. Thế nếu mà chúng ta có thể, ví dụ như chúng ta nấu cao hay gì đó thì chúng ta đấy nó dạng sệt sệt như thế, y xì đấy. Đấy. Thế thì đấy là cái dạng mà gọi là sỏi bùn. Loại thứ hai là sỏi viên. Thì nó thường là rất là cứng. Cứng mà mùi màu nó tùy theo cái loại, nó có thể là màu đen hoặc là màu vàng. Vàng. Thế thì nó có thể một viên hoặc nó có thể nhiều viên khác nhau, và nó có những cái hình thù khác nhau, có rất nhiều cái hình thù khác nhau. Cho nên có nhiều trường hợp khi mở ra thì nó rất nhiều viên, nó như là cái kiểu lồn nhồn như là cứt dê đấy, giống như thế, như nó nhỏ thôi đấy. Thì đấy là những cái dạng mà sỏi nó nhiều viên, nhưng cũng có thể nó chỉ là một viên cứng to, ví dụ như thế, nóng tét vào. Thì đấy là những cái dạng sỏi nó đều có thể gặp. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì cái số lượng nhiều viên thì hay gặp hơn, tức là nó sỏi đa hình thái, rất nhiều các hình thù khác nhau và nó có ở cái dạng nhiều viên lồn nhồn, có khi rải rác người lấy ra đến là hơn chục viên trong cái ống mật, ví dụ như thế. Thì đấy là cái mà chúng ta hay gặp ở Việt Nam. Thế thì đấy là cái dạng mà theo cái tính chất của sỏi thì nó phân ra cái dạng như thế, tức là có sỏi bùn và có loại sỏi viên. Trong loại sỏi viên thì nó có thể một viên hoặc nó có thể nhiều viên. Thế nếu mà chúng ta lại phân theo giải phẫu, theo giải phẫu thì chúng ta sẽ có cái sỏi trong gan, tức là nó nằm ở cái cũng trong ống mật nhưng mà nằm ở trong gan. Chúng ta nhớ là khi chỉ có khi là ống gan chung lúc đấy nó mới chạy ra ngoài ngoài gan thôi, chứ còn phía trước đấy là đều là nằm trong gan. Thì đây là cái trường hợp chúng ta là sỏi trong gan. Sỏi trong gan thì thường hay gặp là cái dạng sỏi bùn, sỏi bùn hoặc là những cái loại sỏi nhỏ, rất nhiều sỏi lồn nhồn ở trong.
Bởi vì bản thân cái ống, các cái ống mật ở trong gan là những ống nhỏ, phân thùy hoặc hạ phân thùy, như vậy là nó kích thước nó nhỏ, nó không phải là những cái ống to, cho nên là những cái sỏi ở trong nó thường là nhiều sỏi và là những sỏi nhỏ, cho nên là những cái trường hợp ở trong gan này rất dễ bị tái phát. Đó, rất dễ bị tái phát, làm chúng ta khó mà có thể lấy được hết tất cả những cái sỏi ở trong gan. Thì đấy là cái thực tế. Đó, thì đấy là cái theo giải phẫu thì cái loại như thế. Cái loại thứ hai nó ở trong cái ống mật chủ. Ở trong ống mật chủ này thì đa phần của nó là những cái sỏi viên, thì nó đã chui xuống dưới đấy rồi, tuột xuống dưới ống mật chủ rồi. Thì đấy là cái loại thứ hai, nó nằm ở trong ống mật chủ. Và cái loại thứ ba theo giải phẫu nó nằm túi mật, tức cái sỏi nó nằm túi mật, thì nó có thể là một viên hoặc nó có thể là nhiều viên. Đấy. Nói tóm lại như vậy là cái sỏi ở ống mật chủ và sỏi ở túi mật thì nó thường là sỏi viên, thế mà trong thời gian gần đây thì người ta thấy rằng là cái sỏi túi mật ở Việt Nam nó có xu hướng tăng lên, mà chủ yếu là những cái sỏi của cholesterol hình thành từ cái cholesterol. Đấy, thế thì đấy là những cái dạng mà sỏi, nếu mà nó gọi là trong cái theo cái vị trí giải phẫu thì ta có ba cái loại sỏi như vậy. Đó, trong gan, trong ống mật chủ và trong cái túi mật. Đó, thì đấy là những cái loại sỏi theo vị trí giải phẫu. Thế chúng ta sẽ đi vào cái đường sỏi trong ống mật. Ống mật thì đi về nguyên nhân ấy, ở Việt Nam người ta thường hay gặp hai loại nguyên nhân, hai cái loại trong nguyên nhân. Thì thứ nhất là nhiễm ký sinh trùng, nhiễm ký sinh trùng đường mật hay gặp nhất đó. Thì cái loại này là đa phần nó từ giun đũa, thì giun đũa từ dưới ruột nó chui lên, thì nó có hai cái, một là bản thân nó chui lên thì nó mang theo cả vi khuẩn lên rồi và gây ra những cái bội nhiễm rồi. Đó. Cái thứ hai nó lên rồi cuối cùng nó chết ở trên đấy và nó tạo những cái xác giun nó nằm lại trên đấy. Đấy. Thế thì như vậy là cùng cái xác giun nó ùn ứ ở đấy và cùng với cái gì, những cái sắc tố mật nó ngấm vào, thế rồi các cái tế bào niêm mạc của cái ống mật nó bong ra, như vậy nó cũng đóng két vào đấy nữa, thế rồi các cái canxi nó lắng đọng lại, tất cả những cái đấy nó tạo, nó cứ hình thành dần, hình thành từng lớp và nó tạo ra những cái sỏi. Thì đấy là cái ký, do ký sinh trùng mà cái đa phần nó chính là cái giun đũa, chủ yếu là giun đũa. Cái loại thứ hai, chính là cái loại nó do nhiễm khuẩn, do nhiễm khuẩn. Thì cái loại nhiễm khuẩn này thì các vi trùng cũng từ những cái ký sinh trùng này theo lên, đi lên ngược lên, thế và nó gây ra những cái viêm nhiễm ở trên cái đường ruột và nó làm cho cái đường mật đấy nó giãn to ra, thế rồi cái thành của cái ống mật nó dày lên, và từ cái đấy nó lại làm, mặc dù nó giãn to nhưng mà nó lại thành ra gây hẹp và cũng lại gây ra những cái ù nứ ứ mật ở trên đó. Đó, ứ mật ở trên đó. Thế thì như vậy là nó cũng gây ra những cái chuyện gọi là tắc rồi lắng đọng, rồi canxi nó lắng đọng, thế các cái thành niêm mạc của ống mật nó cũng lại phù nề lên, thế rồi tế bào thì nó cũng hoại tử và nó bong ra, và ở cái chỗ đấy nó cũng làm cho cái chuyện lưu chuyển của mật nó chậm lại và nó lắng đọng nhiều lên, thì cái muối canxi nó cũng đọng lại và rồi nó lâu ngày nó hình thành ra cái sỏi, lắng đọng thành cái sỏi. Thì như vậy là ở Việt Nam chúng ta hay gặp hai cái loại như vậy, do ký sinh trùng và trong những trường thứ hai là do nhiễm trùng. Thế thì đấy là thế về giải phẫu của anh thì ta thấy là thứ nhất là ống mật chủ, thì thường nó giãn to ở trên cái chỗ tắc, tức là khi trước khi mà chỗ hình thành sỏi nó làm lên những cái viêm nhiễm và nó gây ra chít hẹp lòng ống và nó tắc, thì ở trên nó giãn to và cái thành ở phía trên nó mỏng, nó giãn ra thì đương nhiên thành nó mỏng lại và sau đó thì nó dẫn đến cái viêm dày. Cái bước thứ hai nó sẽ viêm dày lên
và nó rất dễ rách. Thế thì có nhiều các cái mạch máu thì nó sung huyết lên, cho nên là có những cái mạch máu nhỏ nó vây quanh đấy, và các cái bạch cầu nó đổ về đấy, và nó càng làm cho cái ùn tắc viêm nhiễm nó tấy lên đấy. Thì đấy là những cái giải phẫu bệnh chúng ta thấy ở vùng ống mất chủ, nó có những cái thay đổi như thế. Thế còn ở tụy thì chúng ta thấy cái nhiễm khuẩn nó cũng gây ra cái viêm tụy cấp hoặc là những cái viêm tụy mãn. Thì chúng ta nhớ rằng là cái ống mật, tức là tất cả các cái đường mật đấy, nó đổ qua từ da ra ống mật chủ và qua cái bóng pha te thì nó đổ vào cái tá tràng. Thế thì cái anh tụy cũng đổ về cái khu vực đó ở trong cái bóng ống pha te, và như vậy khi những ùn ứ đường mật thì đồng nghĩa với việc nó sẽ dẫn đến cái ứ đọng ở tụy, và cái ứ đọng của tụy đấy nó sẽ gây ra cái gì, cũng gây ra những cái viêm nhiễm mà cũng gây ra cái viêm tụy cấp tính hoặc là gây ra cái viêm tụy mãn tính. Thế như vậy là nó đi theo với đó là cái biến chứng gây ra cái viêm tụy. Về lâm sàng, các triệu chứng lâm sàng thì chúng ta thấy triệu chứng lâm sàng ở đây thì chúng ta thứ nhất là về cơ năng. Đôi khi thì bệnh nhân không có cái biểu hiện triệu chứng gì nếu như là nó chưa có biến chứng. Đôi khi nó như thế. Đấy, có một số các cái trường hợp nó không biến chứng thì người ta vẫn bình thường, sinh hoạt bình thường, ăn uống bình thường, làm việc bình thường và không có bất kỳ một cái gì cả. Đôi khi chỉ là một cái tình cờ đi khám sức khỏe định kỳ, sau đó thì chúng ta soi siêu âm và chúng ta phát hiện ra là có sỏi, có thể túi mật, còn sỏi ống mật chủ cũng đó, tức là hoàn toàn nó nằm im mà nó không gây chuyện. À, nằm im mà không gây chuyện giống như sỏi tiết niệu. À, sỏi tiết niệu cũng thế thôi, có những người khi phát hiện ra một cái sỏi bàng quang có khi nó to bằng cái hòn đá gì rồi, nhưng mà hoàn toàn người ta không có một cái triệu chứng gì đâu cả trước đó. À, thì sỏi mật cũng vậy đó. Nó có những trường hợp như thế khi nó chưa chưa gây ra cái hậu quả gì cả. Thế còn những cái trường hợp nó đã gây hậu quả, tức là nó có những cái bội nhiễm, viêm nhiễm, thế rồi có những cái đợt tắc mật, thì nó biểu hiện bằng những cái triệu chứng mà người ta thấy một cái bệnh cảnh gọi là điển hình, đấy là tam chứng Charcot. Tam chứng Charcot thì là đau, sốt, vàng da. Và chúng ta nhớ là nó sẽ diễn biến theo tuần tự như thế: đau trước, xong đến sốt, xong đến vàng da. Nhớ, bởi vì cũng có nhiều trường hợp chúng ta đau ở vùng vùng gan, cũng có những trường hợp chúng ta sốt, có chúng ta có vàng da, nhưng mà tuần tự thì cái sỏi mật nó phải tuần tự là đau, sốt, vàng da theo một cái cơ chế như thế. Đau là bởi vì sao? Bởi vì khi cái sỏi đó viêm nhiễm. Một là cái viêm nhiễm nó tăng cái co bóp đã là đau, hai là cái sỏi lúc ý là cái co bóp nó gây di chuyển, nó dẫn đến đau. Thế thì như vậy là cái đau nó sẽ xuất hiện đầu tiên, thì đau ở hạ sườn phải khởi phát có thể là vài giờ, đau lan lên vai hay là ra đằng sau lưng, hoặc là ra xương bả vai phải, hoặc là giữa hai xương bả vai, tức là nó xuyên ra sau lưng dùng vùng 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 xương bả vai. Thế đấy là cái đau chúng ta nhớ là như thế, tức là nó vị trí của nó là ở ở hạ sườn phải đó, mà cái hướng đau của nó là lan lên vai và ra sau lưng đấy, vùng bằng xương bả vai, giữa hai xương bả vai hoặc là xương bả vai bên phải. Thì đấy là cái đau để chúng ta nhớ vị trí và cái tính chất của nó như vậy. Đấy, sau khi mà anh ấy đau rồi, di chuyển rồi thì lúc ấy sau thì nó bắt đầu sau vài giờ nó mới có cái chuyện nhiễm trùng, mà lúc ấy phản ứng cơ thể của mình nó mới phản ứng với cái việc nhiễm trùng xâm nhập vào. Thì lúc ấy người bệnh sẽ bị sốt. Sốt ở đây thì nó sẽ khác nhiều đối với những cái sốt của chúng ta vừa học xong về cái sốt của cái thủng dạ dày hay là của cái viêm ruột thừa. Sốt ở đây là thường sốt cao, sốt cao và rét run. Sốt cao ở đây nó 39-40 độ và bệnh nhân có rét run. Rét run là bởi vì bệnh nhân này nó có những tình trạng nhiễm khuẩn của gram dâm dương
và nó cũng có những cái nhiễm khuẩn của cái gram âm, cho nên bệnh nhân thường có những cái rét run, mà nó cái nhiễm khuẩn này tức là cái nhiễm trùng sâu đó. Và nó xuất hiện thường sau khi đau độ vài giờ. Đấy, như vậy chúng ta nhớ cái tam chứng Charcot là nó đau sốt vàng da, nhưng mà nó tuần tự nó diễn biến theo cái quy trình, theo một cái cơ chế như vậy. Cho nên là thế thì từ những cái việc anh sốt rồi đúng không ạ, thì cái dấu hiệu thứ ba của tam chứng Charcot đấy chính là cái vàng da đó. Bởi vì như vậy từ cái ù ứ mật đến một thời gian nào đấy nó ngấm vào sắc tố mật, nó ngấm vào, và như vậy là nó thể hiện ra ngoài da, thì như vậy là lúc ấy nó vàng. Đấy, thế thì vàng da thường xuất hiện sau vài ngày đau và sốt. Đấy, tức là nó chậm nhất trong ba cái triệu chứng là nhớ như thế. Cho nên cũng có trường hợp vàng da, ví dụ chúng ta bị viêm gan siêu virus, hoặc là cái huyết tán chẳng hạn, thì nó vàng da trước đó chứ nó không phải theo cái tuần tự này. Ồ, thế thì cho nên chúng ta lưu ý, hết sức lưu ý về cái trình tự của nó. Như vậy là sau đó thì là sau vài ngày của cái đau và sốt thì lúc đấy bệnh nhân vàng da, thì lúc đầu là nó vàng da nhẹ, dần dần vàng da nó đậm dần lên, đậm dần lên, và khi mà nó vàng da nhiều rồi thì lúc đấy bệnh nhân có ngứa, chính là những cái dị ứng của những cái sắc tố mật đấy. Sắc tố mật thì chúng ta ngứa, bệnh nhân ngứa, ngứa ngáy rất là khó chịu, và bệnh nhân sẽ có cái đi tiểu, cái sậm màu, tức là chúng ta đái ra sắc tố mật, màu nó sậm màu, thì đấy là những cái dấu hiệu. Chỉ cơ năng thì chúng ta hết sức lưu ý cái tam chứng Charcot. Về thực thể thì chúng ta thấy là sờ thì vùng hạ sườn phải nó co cứng, mà đôi khi thì cả cái thượng vị, đấy, tức là co cứng cả một cái mảng từ thượng vị sang hạ sườn phải. Thế đấy là cái vị trí co cứng. Gan thì thường nó to cả hai thùy, to cả hai thùy, tức là nó do cái mật nó ứ đọng ở đấy. Nhưng mà gan to khi chúng ta ấn thì nó đau, mật độ ở đây thì thường là nó mệt. Đấy, xin lỗi các anh chị chị một chút ạ. Thế thì trong trường hợp mà gan to mà chúng ta ấn đau ấy, thì chúng ta phải nghĩ đến cái áp xe đường mật. À, tức là người ta có thể dùng cái biện pháp dung gan, hoặc là chúng ta dùng cái ấn kẽ sườn. Hoặc, gan này chúng ta đặt bàn tay trái lên trên cái trên mặt của gan, và chúng ta dùng cái tay phải chúng ta chém lên trên đó, thì chúng ta thấy là bệnh nhân đau. Cái thứ hai là chúng ta có thể sờ nhẹ lên cái sườn của bệnh nhân, mà người ta ấn vào cái kẽ sườn tương ứng vùng gan thì bệnh nhân đau. Thì khi trong trường hợp chúng ta ấn mà đau thì chúng ta phải nghĩ đến cái áp xe đường mật bệnh nhân đấy. Thế còn túi mật thì chúng ta cũng thấy căng to, mà đôi khi thì nó to như quả trứng cả, to như cái gì như quả, và ấn thì bệnh nhân đau. Khi chúng ta để nguyên cái tay ở đó thì chúng ta thấy rằng là nó di động theo cái nhịp thở, bởi vì nó nằm ngay ở dưới sát cơ hoành, cho nên là khi thở cái cơ hoành nó lên nó xuống, lên nó xuống thì cái túi mật nó cũng lên theo. Cho nên là khi chúng ta sờ để nguyên cái tay như thế, chúng ta thấy nó di động theo cái nhịp thở. Đấy, khi khám bệnh nhân chúng ta để ý như vậy. Thế và nó có 55 đến 65% trong cái tắc mật cấp, tức là thường thường là do sỏi, do sỏi. Thế mà nếu mà chúng ta nhớ lại khi chúng ta đọc một cái chuyện Tam Quốc trong cái tập 13 đấy, thì Khương Duy khi lúc như thất thế rồi,
Thì như vậy là anh giả giả hàng chung hội, và sau nửa chừng thì anh ấy là vào anh rút gươm anh ấy lật lại thế cờ. Thế nhưng mà khi mà xông pha gần thắng rồi thì anh lên cơn đau bụng, lên cơn đau bụng, và đến khi anh quân lính nó vây quanh thì anh đau quá thì anh phải tự vẫn, và đến khi mà người ta mổ bụng Khương Duy ra thì thấy là mật to như quả trứng gà. Đấy, chúng ta có thể hình dung hồi cứu lại, tức là lúc đấy ông ấy đang bị cái tắc túi mật này và thấm mật khúc mạc, đau quá đúng không ạ, đau quá. Đấy, tức là cái túi mật nó căng to như quả trứng gà, chứ không phải là gan to lớn mật mà. Thế đấy, để chúng ta có thể hình dung cái bệnh lý này là như vậy. Về toàn thân, toàn thân thì về thì nó có những cái thể, nếu mà thể nhẹ thì nó không có cái biểu hiện gì nó thay đổi nhiều lắm. Thế như là cái sỏi nó vẫn đang ổn định, nó không có cái vấn đề gì nó gây ra biến chứng gì, thì toàn thân gần như không có biểu hiện gì. Thế còn khi nó biến chứng thì nó sẽ có biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc, biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc. Và lúc này thì như vậy là bệnh nhân sẽ có một cái sốt cao 38, 39, 40 độ và rét run, hơi thở thì hôi và cái lưỡi thì bệnh. Đấy là những cái dấu hiệu đặc trưng của cái dấu hiệu nhiễm trùng đó. Những trường hợp nặng nữa thì nó có thể gây ra những cái hôn mê gan. Để chúng ta thấy là những trường hợp mà nó ứ mật lâu ngày, ứ mật lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến cái gì, các cái tế bào gan bị suy, suy gan. Suy gan mà nó không làm việc được thì tất cả những cái đáng ra là nó phải được thải trừ ra ngoài thì nó bị ứ động lại. Đấy, thế thì như vậy bệnh nhân sẽ có cái tình trạng, đi vào cái tình trạng gọi là hôn mê, và hôn mê trường hợp này người ta gọi là hôn mê gan. Và bệnh nhân sẽ có cái gì, huyết sẽ tăng tăng cao đó. Bệnh nhân sẽ có cái suy thận, bệnh nhân sẽ có cái rối loạn đông máu, bởi vì là tất cả các yếu tố đông máu nó được sản xuất ra ở trong gan. Đấy, cho nên khi mà bệnh nhân bị suy gan thì nó sẽ dẫn đến cái việc rối loạn cái đông máu. Cho nên là những trường hợp mà tắc mật lâu ấy, thấm mật phúc mạc ấy, người ta rất là ngại trong cái vấn đề khi mổ, mở ra máu nó chảy nhiều lắm, bởi vì bản thân nó đã bị cả, tức là nó ứ mật lâu quá rồi, các tế bào gan nó suy rồi, cho nên nó có cái tình trạng là rối loạn các yếu tố chống đông, nó bị rối loạn, cho nên là nó chảy máu rải rác khắp tất cả các chỗ, mở ra chỗ nào chảy máu không biết đâu mà cầm. Đó, rất là mệt. Và trong những trường hợp như vậy người ta phải truyền các cái yếu tố đông máu rất là phức tạp. Thế như vậy là trong những trường hợp hôn mê đấy thì nó dẫn đến những cái rối loạn như vậy, rối loạn như vậy. Về chẩn đoán thì thứ nhất là người ta phải dựa vào các dấu hiệu lâm sàng. Dấu hiệu lâm sàng thì chúng ta nhớ rằng là dấu hiệu lâm sàng thì chúng ta dựa vào cái tam chứng Charcot, ba cái triệu chứng đau, sốt, vàng da, nhưng mà nhớ cái tuần tự xuất hiện. Đấy, chúng ta phải lưu ý như thế để chúng ta loại trừ, bởi vì rất nhiều các bệnh khác nó cũng có ba cái triệu chứng đấy nhưng nó không phải tuần tự theo thế, thế chúng ta phải lưu ý. Cái thứ hai là chúng ta sẽ thấy cái gan to và túi mật to. Tất nhiên có những trường hợp gan to nhưng túi mật không to, bởi vì ví dụ nó tắc lùi lên trên mà túi mật nó không bị tắc thì như vậy chỉ có gan to thôi. Ví dụ thế. Nhưng mà gan to nhưng mà nó mềm, chứ nó không phải cứng. Trong trường hợp ví dụ u hay xơ gan nhỉ, thì như vậy gan nó sẽ cứng. Ở trong trường hợp này gan nó vẫn mềm. Và trong nếu như mà chúng ta ấn đau nữa thì phải coi chừng cả cái áp xe đường mật. Thì đấy là cái triệu chứng về chẩn đoán, thì chúng ta lưu ý mấy cái vấn đề như vậy. Về cận lâm sàng thì chúng ta nhớ là một là cái xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu ở đây thì chúng ta thấy bạch cầu tăng. Bạch cầu tăng, trong cái bạch cầu đấy thì chúng ta sẽ thấy cái đa nhân trung tính tăng lên nhiều. Đa nhân trung tính tăng lên nhiều. Thì đấy là một trong những cái đặc điểm. Thứ hai là bilirubin, đặc biệt là bilirubin trực tiếp thì chúng ta thấy là nó tăng.
bilirubin trực tiếp tăng bilirubin máu đấy, phốt phát ta ra kiềm tăng, thì đấy là cái thứ hai chúng ta thấy xét nghiệm máu là chúng ta thấy. Và các cái chỉ thị, các cái chất chỉ thị hay còn gọi là marker đấy, CA hoặc là CA thì 19 thì nó cũng tăng. Hai cái này của nó bình thường là chúng ta xem để chẩn đoán các cái trường hợp mà chúng ta làm cái ung thư dạ dày, cái chỉ thị các khối u. Thế nhưng trong trường hợp mà bị mật thì cái này nó cũng tăng, cái này tăng. Đấy, thế như vậy này, trong trường hợp u ác thì nó cái này nó cũng tăng, mà trong trường hợp bị tắc mật nó cũng tăng, thì đấy là những cái để chúng ta biết. Các cái rối loạn khác chúng ta cũng có thể gặp, thí dụ như là các cái urate creatinine tăng, bởi vì những cái này nó bắt đầu nó đã có nhiễm độc rồi. Và khi như này tức là nó các cái chất độc ở trong gan đã bị thải trừ kém rồi, nó dẫn đến cái nhiễm độc, và từ cái nhiễm độc nó dẫn đến cái suy thận, suy thận cho nên anh không thải trừ được ure, anh không thải trừ cái creatinine, anh sẽ tăng vọt lên, và như vậy là cái dấu hiệu nguy hiểm. Hoặc nếu chúng ta không được can thiệp thì bệnh nhân cứ thế tiếp tục dẫn đến cái suy thận không hồi phục, và cái nguy cơ tử vong nó sẽ rất cao. Đó. Một cái rối loạn nữa chúng ta cũng có thể gặp là cái rối loạn chức năng đông máu. Chức năng đông máu, cái này rất nhiều các cái chức năng về các yếu tố gây đông máu là được sản xuất tại gan, cho nên là khi bị ùn ứ thì suy các cái tế bào gan nó không sản xuất được. Thế thì chúng ta cần phải làm các cái xét nghiệm liên quan đến cái này, ví dụ như tỷ lệ prothrombin nó cũng giảm, prothrombin giảm thì nó làm cho cái thời gian chảy máu kéo dài ra, thời gian đông máu kéo dài ra. Thế thì đấy là cái rối loạn về đông máu, và các cái men nó cũng sẽ kém đi, vì là nó có cái tình trạng bị các cái tế bào gan nó bị hủy hủy phân hủy hủy hoại, cho nên là men SGOT, SGPT thì cũng tăng cao. Thì như vậy chúng ta làm hai cái men để chúng ta cho xét nghiệm để chúng ta đánh giá cái chức năng gan. Đó. Khi nó bị cái men, các cái tế bào gan nó bị phá hủy thì cái men này nó tăng cao lên. À. Cái men nữa cũng tăng đấy chính là aminaza. Tăng aminaza là men của tụy. Như vậy trong trường hợp này thì nó tắc, nó cũng gây ra cái viêm tụy, và cái viêm tụy này nó làm cho cái men aminaza này tăng lên. Thì đấy là những cái khi có những bệnh nhân mà bị chúng ta nghi ngờ tắc mật thì chúng ta phải thực hiện chỉ định một số các cái xét nghiệm như vậy. Thưa thầy, cho em hỏi chút ạ. Và Vâng. Thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà viêm tụy cấp, tại vì cái tuyến tụy là một tuyến pha đấy, thì nó viêm cái đường ngoại tiết này thì nó ảnh hưởng đến tuyến nội tiết không thầy? Nội tiết của tụy. có chứ, nếu mà để lâu thì cả ảnh hưởng đến cái chuyện mà chúng ta đường máu đường huyết nó ảnh hưởng đấy nhé. À thế ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Ảnh hưởng. Thế thì đấy là về mặt xét nghiệm máu là chúng ta phải làm như vậy, phải không ạ? Thế còn về cái gì chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có thể làm cho chỉ định siêu âm. Siêu âm thì nó giúp cho cái chuyện chúng ta phát hiện ra sỏi. Siêu âm thì chúng ta nhìn sỏi rất là rõ, đó. Vị trí kích thước của viên sỏi, tình trạng của ống mật, ví dụ như là thành ống mật dày hay mỏng, giãn to hay không, tình trạng của gan, siêu âm cũng thấy tốt, đó. Rồi là nó giúp cho chúng ta phân biệt với các cái bệnh lý khác. Như vậy thì ngoài cái xét nghiệm máu là chúng ta phải làm cái cho siêu âm. Thì đấy là những cái thông thường nhất, thông thường nhất. Ngoài ra một số các cái chuyên sâu nữa, người ta có thể làm chụp mật tụy ngược dòng qua nội soi. Qua nội soi, viết tắt là ERCT. Thì nó vừa để chẩn đoán và vừa để điều trị. Vừa để chẩn đoán tức là anh nội soi đưa cái ống soi vào để ta xem cái sỏi nó ở đâu, nó ở vị trí nào. Đó. Hai nữa là điều trị, tức là trong trường hợp chúng ta phát hiện sỏi thì đôi người ta dùng luôn cái nội soi đó để người ta tán sỏi. Để đấy là cái gọi là vừa để chẩn đoán và vừa để điều trị. Thì đấy là cái, nhưng mà làm cái này nó có khoảng độ dưới 10% là bị biến chứng viêm tụy cấp hay là chảy máu thì nó có thể gây ra. Hoặc là người ta có thể cho chụp cái X quang đường mật
trong mổ, tức là trong trường hợp này là người ta mổ rồi, mổ mở cái gan ra rồi, mở cái ống mật ra rồi, thế nhưng mà vì là sỏi nó nằm trong gan thì không nhẽ ta lại cứ bổ nát cái gan ra để chúng ta tìm thì không được đó. Thì đôi khi người ta phải sử dụng là người ta chụp X-quang ở cái đường mật qua mổ, tức là người ta bơm luôn qua cái ống mật chủ đó bằng cái chất cản quang và người ta chụp luôn ở trên màn mổ để người ta đánh giá xem là những cái nhánh gan nào nó có đang có sỏi để người ta biết đấy. Thì đấy là một cái dạng. Một cái dạng nữa người ta có thể làm là người ta chụp mật qua ke, là trường hợp này đã mổ rồi, sau khi mổ người ta đã đặt cái ke, tức là một cái xông hình chữ T rồi, thì nhiều khi nó tắc hoặc là vẫn còn sỏi thì người ta bơm thuốc cản quang qua cái xông này và người ta chụp thì người ta phát hiện những cái sỏi còn sót ở trong các cái ống gan, ống gan. Hoặc là người ta có thể chụp cắt lớp điện toán, tức là CT scanner. Thì như vậy là có cái độ nhạy và cái độ đặc hiệu nó cao. Thì cái này nó trong nó áp dụng trong các cái trường hợp mà khó chẩn đoán. Đấy, cũng giống như là cộng hưởng từ MRI thì người ta cũng có thể dùng, rất là có ưu thế nhưng mà giá thành nó cao, cho nên là khi những cái phương pháp trên chúng ta làm đã chẩn đoán ra rồi thì không cần thiết phải làm đến hai cái này. Thế còn nếu chẩn đoán khó thì người ta có thể chỉ định thêm hai cái này đó. Và người ta cũng có thể chụp đường mật xuyên gan qua da, tức là người ta dùng một cái kim to, người ta chọc dò qua gan từ ngoài xương sườn, người ta đâm vào trong gan đó. Trong quá trình người ta vừa chọc vừa hút ra, và người ta giống như ta tiêm ven, tìm đúng cái ống gan, hút ra thấy đường mật rồi thì người ta dừng lại và người ta bơm thuốc cản quang vào đấy, người ta chụp để người ta đánh giá xem rằng là nó tắc ở cái đường mật nào, và đường mật nào ở trong gan. Thì như vậy là đấy là những cái cận lâm sàng mà chúng ta có thể áp dụng trong chẩn đoán cái bệnh sỏi đường mật, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cái chẩn đoán cái bệnh lý sỏi đường mật đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng và các cái chỉ định cận lâm sàng. Thì chúng tôi đã lần lượt ưu tiên các cái chỉ định thông thường cho đến các cái chỉ định mà sâu hơn. Thế bây giờ chúng ta chẩn đoán đứng trước một bệnh nhân sỏi đường mật thì chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán phân biệt với cái gì? Đó, với cái gì? Thì trước hết là những cái bệnh nội khoa nó có vàng da thì chúng ta cũng phải phân biệt loại trừ đó. Thí dụ như vàng da do tan máu thì cái này là cái chúng ta thấy, thì chúng ta dựa vào cái tam chứng sa cốt như chúng tôi vừa nói ở trên. Nhất là chúng ta dựa vào cái diễn biến, cái tuần tự thời gian xuất hiện của các cái triệu chứng. Đó. Viêm gan do virus cũng vậy. Viêm gan thì ví dụ như đã ở viêm gan này thì cái đau rất là lu mờ, và cái sốt cũng vậy thôi, nó không sốt cao như là cái anh sỏi. Thế đấy là cái chúng ta, hay là bệnh Leptospira cũng vậy. Thì đấy là những cái bệnh chúng ta phải dựa vào cái thăm chứng sa cốt và cái thứ tự của các cái dấu hiệu xuất hiện. Thế rồi chúng ta có thể dựa vào những cái cận lâm sàng, ví dụ như là bilirubin máu, và chúng ta dùng cái chẩn đoán hình ảnh. Và thông thường nhất thì chúng ta có thể dùng cái siêu âm, chỉ định siêu âm. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể để loại trừ. Thế còn cái những cái bệnh ngoại khoa thì nó cũng có một số các cái bệnh liên quan để chúng ta cần thiết để chúng ta có thể loại chẩn đoán phân biệt ra. Một là cái u đầu tụy, đặc biệt là những cái u ở phía đầu gần ruột, tức là u ở phía bóng pha te. Thế thì bản chất của nó cũng là tắc ruột, tắc mật. Bản chất của cái u này cũng tắc ruột, nhưng mà nó tắc không phải do sỏi mà nó là do u. Cụ thể đây là nó ở đầu tụy, rồi là ở cái ống đổ ra tụy, ở ống qua te. Thế thì cái vàng da ở đây là nó liên tục, từ từ nhưng mà nó cũng liên tục, nó sẽ không đau hoặc đau không đáng kể, và nếu có đau thì nó ở giai đoạn muộn, giai đoạn cuối. Đấy. Và cái vàng da của đây của nó từ 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 và nó rất là nhẹ, sau đó nó nặng dần lên và nó diễn biến rất là chậm trong một thời gian.
Đấy, và dẫn đến một cái gì, một cái phân nó bạc màu. Phân bạc màu tức là nó đi ngoài bệnh nhân, đi ngoài ra phân phân màu trắng, nó không còn màu vàng, tức là anh không có cả sắc tố mật để anh tiêu hóa. Đấy, thế cho nên là anh có cái phân màu trắng. Đấy. Thế rồi ngứa tức là nó ứ động các cái sắc tố mật ở trong máu, cho nên là các nó dẫn đến dị ứng ngứa đó. Thì đấy là những cái chúng ta có thể, và cái dấu hiệu nữa là bệnh nhân có thể mệt mỏi và gầy sút bởi vì nó bị u, trước là ung thư đó, nhưng mà lại không rõ nguyên nhân, không rõ nguyên nhân. Và trong trường hợp này chúng ta làm cái cận lâm sàng, làm cái marker ung thư tức là CA và cái CA, thì chúng ta thấy là nó cũng tăng. Tất nhiên là cái sỏi mật nó cũng tăng, nhưng cái này nó sẽ tăng nhiều hơn. Và cái chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta có thể phát hiện được ra chụp ảnh bởi vì cái này nó tiến triển u đột quỵ, thường nó cứ từ từ và nó rất là chậm, rất là chậm. Thế thì đấy là cái chẩn đoán phân biệt đầu tiên, tức là bản chất của nó cũng là một cái tắc mật, nhưng mà nó là cái nguyên nhân thì là do u. Đó. Thứ hai là cái dạng mà u nang ống mật chủ. U nang ống mật chủ nó cũng giống như kia, nó cũng gây ra cái tắc. Đó. Nhưng mà tắc ở đây là do cái nang nó chèn. Thế thì bệnh nhân sẽ không có cái chuyện cái bệnh nhân đau ở vùng gan, nhưng mà nó không thường xuyên. Nó không thường xuyên. Nó có thể thấy, chúng ta có thể thấy cái u ở hạ sườn khi mà nó to. Đấy. Và cái này là khi xác định thì chúng ta phải xác định bằng cái chẩn đoán hình ảnh. Thí dụ như trong trường hợp này chúng ta siêu âm là chúng ta không thấy sỏi. Đó. Có thể thấy cái nang, thì nang mà chúng ta siêu âm nó tương đối rõ. Và khi chụp chúng ta cũng có thể thấy, chụp chúng ta có thể. Ung thư đường mật cũng vậy. Ung thư đường mật cũng là một cái dạng tắc mật nhưng mà do ung thư. Thế thì vàng nó ra nó tăng dần dần, và cái đau của nó thì lúc đầu ít, sốt cũng ít, và cái vàng da thì nó tăng dần lên. Thì đấy là cái cận lâm sàng thì cũng thế, cũng xét nghiệm thì chúng ta thấy là nó không có cái biểu hiện của cái nhiễm trùng. Đấy, tức là cái nhiễm trùng nó không biểu hiện nhiều, mà chính là cái men marker ung thư này nó tăng, CA nó tăng lên. Đó, thì đấy là và siêu âm thì chúng ta thấy là gan nó to, và cái đồng âm hay là giảm âm thì chúng ta thấy cái ống mật nó hẹp lại thành ống dày lên và ở phía trên giãn. Cái này thì khi khó quá thì chúng ta sẽ phải chụp cắt lớp vi tính, hoặc là chúng ta chụp cái MRI thì chúng ta sẽ phát hiện được, đánh giá được. Đó. Thì đấy là mấy cái nó đều là tắc nhưng mà do u, u đầu tụy, u nang ống mật, rồi ung thư đường mật. Thế còn cái hẹp mật mà do chấn thương, tức là có thể sau một cái phẫu thuật nào đó ở vùng lân cận đó, ở vùng vùng thượng vị hoặc là vùng hạ sườn phải đó, thì nó sau một thời gian thì nó có những cái sẹo nó co kéo, nó dẫn đến cái hẹp cái đường mật, hẹp cái đường mật. Thế thì như vậy là chúng ta khai thác cái tiền sử nó có chấn thương, hoặc là nó tiền sử nó có phẫu thuật ở cái vùng gan mật này. Đây. Thế thì cái đau và cái vàng da nó tăng dần, chứ nó không như là cái anh sỏi anh đau ngay, đau ngay. Thì cái này nó đau tăng dần bởi vì cái sẹo mỗi ngày nó một ít, mỗi ngày một ít, nó co kéo nó hẹp dần dần, và cái sốt của nó xuất hiện cuối. Đấy, như vậy là trong cái tam chứng Charcot thì cái thứ tự của nó không như là cái sỏi mật. Đó. Cận lâm sàng thì chúng ta cũng có thể xác định được bằng siêu âm và bằng chụp cắt lớp. Thì đấy là mấy cái chẩn đoán chúng ta có thể phân biệt, là nó cũng có thể nhầm lẫn. Đó, thì chúng ta phân biệt. Thế về tiến triển của bệnh thì chúng ta sẽ lưu ý cái gì? Đó. Thì 45 cho đến 70% thì nó vào viện là vì những cái biến chứng cấp tính, tức là khi nó đau nó sốt ở mầm thì lúc đấy nó bắt đầu mới vào. Thì đấy như là trong cái trường hợp, trong 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 đa số các cái trường hợp nó đến thì như thế. Thế thì cái diễn biến của nó sẽ có theo hai cái xu hướng khác nhau. Xu hướng thứ nhất là khỏi tạm thời,
tức là bệnh nhân hết sốt hết đau thậm chí là không còn vàng da nữa, nhưng mà không có nghĩa là cái sỏi đó nó khỏi, sỏi nó vẫn còn sỏi đó. Chỉ có điều là nó hết viêm cấp và nó không tắc mật, tức là tạm thời nó hết cái tắc mật bởi vì nó viêm hết rồi, cái thành túi túi của cái ống mật là nó hết phù nề rồi, cho nên nó không tắc hoàn toàn nữa và mật nó vẫn chảy qua được. Thì như vậy là cái người ta gọi là khỏi tạm thời. Thế và cái loại thứ hai, xu hướng thứ hai là nó diễn biến cấp tính và gây biến chứng. Thế đấy là hai cái diễn biến của nó sẽ theo cái chiều hướng như vậy. Thế thì cái chiều hướng thứ nhất là khỏi tạm thời. Thì cái sỏi nó vẫn nằm trong ống mật, nhưng mà nó ổn định, tức là ngoài cái chu kỳ nó bị tắc ra rồi thì nó vẫn ổn định. Đấy, vẫn ổn định. Thì những cái trường hợp đấy. Đó. Thứ hai là cái biến chứng cấp tính. Biến chứng cấp tính thì cái thấm mật phúc mạc. Thấm mật phúc mạc đấy là cái biến chứng thứ nhất. Đó. Thấm mật phúc mạc tức là cái ống mật nó giãn ra, ở túi mật nó giãn căng ra. Thế như vậy là khi mà anh kéo căng ra thì các cái lỗ nó, các cái khe gian bào nó giãn ra. Thì như vậy nó tạo điều kiện cho cái việc là thấm mật qua này. Đúng không ạ? Nó tăng áp lực lên và cái lòng của ống vừa cái thành và cái lòng ống đấy thì nó thoát dịch ra và nó qua cái thành của cái ống mật và nó thoát vào trong cái ổ bụng của mình vào phúc mạc đó, ống mật. Thế như vậy là nó gây ra cái thấm mật vào phúc mạc thì nó làm cho bệnh nhân đau nhiều đó, lan rộng toàn bộ cái mạng sườn và hố trậu phải, nó lan rồi nó lan ra đến khắp bụng. À, bởi vì bản thân cái dịch mật của chúng ta là tham gia vào tiêu hóa. Đó. Thế thì như vậy những cái dịch như thế là nó đi vào trong ổ bụng của mình nó sót lắm. Đó, gây ra đau rồi là lan rộng ra khắp cả cái ổ bụng. Đó, cái tình trạng đấy nó sẽ trở nên nặng nề. Cái đấy gọi là thấm mật phúc mạc. À, nguyên nhân chính là do cái thành của cái ống mật nó giãn rộng ra và nó tạo những cái gian bào nó giãn rộng thì như vậy nó làm cho các cái dịch thoát ra được dễ dàng. Cái biến chứng tiếp theo nữa là cái viêm phúc mạc mật. Ở cái phúc mạc mật thì cái chuyện tắc gây hoại tử của đường mật hoặc là của túi mật, đúng không? Thì vi khuẩn và các cái dịch mật nó sẽ tràn vào trong ổ bụng. Tức là ngoài cái dịch mật ra thì cả những cái vi khuẩn đấy nó cũng tràn vào theo. Đấy, và nó gây ra cái viêm phúc mạc và lúc này thì cái hội chứng nhiễm trùng nó rầm rộ lên. Đấy, như vậy bệnh nhân sẽ sốt cao rét run rồi là môi khô lưỡi bẩn thể trạng mệt mỏi toàn trạng suy sụp một cách nhanh chóng. Đấy, thì đấy là cái khi mà anh viêm phúc mạc mật như vậy và bệnh nhân sẽ biểu hiện lâm sàng giống về mặt lâm sàng nó giống như một cái anh đúng một cái anh thấm mật phúc mạc bởi vì nó bị thấm mật phúc mạc thật, nó kèm thêm cái hội chứng nhiễm trùng rầm rộ, cho nên là bệnh nhân sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là mệt mỏi và cái thể trạng nó suy sụp rất là nhanh. Thì đấy là cái biến chứng cấp tính như thế. Và một cái biến chứng thứ ba nó có thể diễn biến theo cái chiều hướng là cái viêm đường mật áp xe đường mật. Đó, viêm đường mật áp xe đường mật thì nó sẽ có gì, nó rất nhiều những cái ổ mủ nhỏ, cái micro áp xe, cái ổ nhỏ rải rác khắp tất cả các cái ống mật, thậm chí từ các cái ống mật nhỏ ở trong gan cho đến ra ngoài hệ thống ống mật chủ đấy rải rác ra mủ nhỏ. À, thế thì những cái loại này thường là mủ rất là thối, khi mà mở ra nó rất thối bởi vì là nó có những cái vi khuẩn gram Bên âm. đây khó nghe quá. Không nghe thấy ạ? Vẫn nghe Thế thì thấy đấy, mà thầy. nghe thấy thầy Chắc là mạng của từng bạn một đấy. à thế ạ? Vâng. Thế thì như vậy là nó sẽ dẫn đến một cái việc là bệnh nhân nó mùi rất là kinh khủng. Những cái này mà khi mở ra trong cùng mổ ai đã từng ngửi rồi thì không quên được, bởi vì là cái trực khuẩn, những cái vi khuẩn E. coli hoặc là trực khuẩn mủ xanh, những cái dạng gram âm mà đi vào đấy rất là mùi, rất là kinh khủng. Đó. Thế thì cái viêm và áp xe của cái đường mật thì nó như thế.
Thế thì đây là những cái biến chứng rất là nặng nề, toàn thân nó sẽ bị suy sụp, bệnh nhân sẽ sốt cao kéo dài và gan không, tức là nó đau ở gan là không giảm. Thì trong trường hợp như thế này chúng ta làm cái nghiệm pháp rung gan thì dương tính, tức là chúng ta đặt lên, chúng ta dùng cái tay vải ta chặt lên thì bệnh nhân đau. Thì đấy là cái dấu hiệu như vậy. Thế mà nếu tình trạng không được cải thiện thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng nữa là cái sốc nhiễm trùng nhịn đường mật, và đây chính là cái nguyên nhân tử vong trong cái sỏi mật, trong cái sỏi mật. Thế thì khi mà bệnh nhân bị cái này thì chúng ta chẩn đoán dựa vào cái gì? Một là cái huyết áp tối đa phải dưới 90 mm thủy ngân. Thứ hai là sốt từ 39 độ trở lên, có tắc mật, và nếu chúng ta nuôi cấy chúng ta có máu, tức là nuôi cấy máu thì chúng ta thấy có vi khuẩn. Thì như vậy là chúng ta có thể chẩn đoán nó sốc nhiễm trùng đường mật. Đấy, và như vậy là đã có từ nhiễm trùng máu, đã có hiện tượng nhiễm trùng máu. Thì chúng ta những trường hợp này nguy cơ tử vong rất là cao, chúng ta lưu ý như vậy. Một cái biến chứng nữa cũng có thể gặp, đấy là cái viêm mủ túi mật hoại tử. Viêm mủ túi mật hoại tử thì như vậy, cái này nó chỉ diễn ra ở cái túi mật thôi. Đó, viêm thành mủ áp xe và nó hoại tử ra. Thế thì lúc này các cái mạc nối cũng như là các cái tạng như ruột, quai giết nó mới bò đến để nó cố gắng nó bưng bít lại. Nó bưng bít lại để cho nó khỏi tràn vào trong, thâm nhiễm ở trong cái khu vực bên ngoài và ổ bụng. Thế thì nó tạo ra những cái khối như thế, nó bịt vào như thế, thì như vậy nó khư trú ở cái khối. Một cái biến chứng nữa cũng có thể gặp, đấy chính là cái chảy máu đường mật. Vậy chảy máu đường mật, thế thì do hoại tử thì các cái nhu mô gan và cái mạch máu nhỏ, thì chúng ta đã thấy là do cái hoại tử của các cái nhu mô gan, trong đó nó có các cái mạch máu đi theo đó cũng bị hoại tử, và có những cái hoại tử quá nó làm cho chảy máu gây ra xuất huyết. Thì như vậy nó xuất huyết rải rác rất nhiều chỗ, rất nhiều chỗ, và như vậy thì cái nguy cơ tử vong của này rất là cao. Chảy máu đường mật là một cái bệnh lý rất nặng nề, rất nặng nề, cho nên là nguy cơ rất là cao. Và cái dấu hiệu xuất huyết đường tiêu hóa thì phía trên này dai dẳng. Lần trước trong cái bài xuất huyết tiêu hóa trên chúng ta cũng đề cập một chút đến cái này. Ví dụ trong trường hợp người ta nôn ra mà thấy những cái cục máu đông nó dài 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 như cái bút chì, tức là nó cái khuôn của cái ống mật, khuôn của cái ống mật ra, tức là chúng ta coi chừng nó bị chảy máu đường mật đấy. Thì rất nặng nề, rất nặng nề, bởi vì là bản thân nó là do gì, do bị hoại tử rất nhiều các cái mạch máu nằm ở trong các cái ống mật ấy. Đấy, giải rác cái gì chúng ta cầm nó là một cái điều rất là khó, đúng không ạ? Đấy chưa kể là vì cái bệnh lý đó nó lại làm cho cái việc hủy hoại tế bào gan, và nó cũng làm cho là rối loạn các cái yếu tố đông máu, như vậy nó tạo thành một cái vòng xoắn đã nặng càng nặng thêm. Đấy, chúng ta thấy cho nên cái nguy cơ tử vong của cái này cao, nó rất cao đó. Thế thì nội soi, nếu chúng ta nội soi trong thời điểm đó thì chúng ta có thể thấy là máu nó chảy qua cái ống mật xuống cái tá tràng và qua cái bóng vate, là nó chảy qua từ cái đường ấy. Như vậy là nó chảy máu ở cái đường mật ra. Đấy là cái các cái biến chứng. Và biến chứng cuối cùng chúng ta có thể gặp, đấy là cái viêm tụy cấp. Bệnh nhân có thể bị sưng nề hoặc có thể bị chảy máu, bị hoại tử. Thì anh này là nằm sát ngay cùng liền kề với cái ống mật chủ, cho nên là anh cũng cùng cùng chung một cái số phận. Đấy, thì đấy, như vậy là chúng ta thấy là cái tiến triển của cái tắc mật do sỏi nó sẽ tiến triển theo các cái bước như thế, theo các cái hướng như vậy. Có những cái thể ổn định, có những thể biến chứng. Mà biến chứng thì nó có một loạt các cái biến chứng mà vừa rồi chúng ta đã liệt kê ở phía trên, và đều là những cái biến chứng rất nặng nề. Nhẹ nhất là thấm mật phúc mạc, sau đấy nữa là đến viêm phúc mạc mật, còn lại những cái biến chứng kia cũng rất nặng nề.
Có lẽ là chỉ có cái thấm mật phúc mạc và cái viêm mủ hoại tử của túi mật là còn có thể khả dĩ một tí, chứ còn các cái khác thì nặng nề, là tử vong rất là cao. Thì chúng ta thấy như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến cái nguyên tắc điều trị. Nguyên tắc điều trị ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái bước. Một là điều trị nội khoa. Nội khoa. Thế thì được áp dụng đầu tiên, tức là đầu tiên là chúng ta phải xử lý cái nội khoa. Vì trong trường hợp mà không biến chứng thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và trong trường hợp không biến chứng kia thì chúng ta điều trị y học cổ truyền cũng được, không sao cả, đúng không ạ? Trong trường hợp chúng ta có thể giữ lại, chúng ta điều trị cổ truyền không sao cả. Đấy, có thể là cho lợi mật, có thể để dùng các cái thuốc để cho tiêu sỏi, bào mòn sỏi, không sao. Hoặc là trong trường hợp biến chứng thì nó cũng có thể điều trị nội khoa trước, nhằm mục đích là gì? Một là chống sốc, chống sốc, bởi vì chúng ta các cái nguy hiểm chết người là cái sốc này nó gây ra, suy mạch, huyết áp, cho việc chống sốc, giảm đau bằng cách là chúng ta cho các cái thuốc để giãn cơ trơn chứ. Thì đấy là, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta không dùng cái morphine. Morphine nó làm cho cái co thắt cái cơ bắp đi, tức là cái cơ để mở ra, để cho mật nó xuống ống mật chủ, nó xuống dưới 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 tá tràng. Thế nhưng mà nếu chúng ta dùng morphine nó sẽ co thắt cái đó lại và nó lại càng tắc, càng gây tắc. Thì như vậy này, chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Thế mà chúng ta cho chống nhiễm khuẩn thì chúng ta dùng các cái kháng sinh phổ rộng, cố gắng nó sử dụng những cái loại kháng sinh mà nó trị được cả cái gram âm lẫn gram dương. Thế đấy là những cái. Thế rồi chúng ta tẩy giun trước trước khi mổ. Thế và sau này khi mà ổn định rồi thì nên tẩy, những người có tiền sử này thì nên có những cái tẩy giun định kỳ, định kỳ. Thế và chống những cái rối loạn khác nếu có, ví dụ như vấn đề về thận, về thiểu niệu hay gì đó, là chúng ta phải bồi phụ nước điện giải cho tốt. Cái đấy là cái nội khoa về nguyên tắc là chúng ta như thế. Còn ngoại khoa thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật để giải quyết loại nhiệt trừ cái nguyên nhân đấy ra. Thì đầu tiên là chúng ta phẫu thuật lấy sỏi, phẫu thuật lấy sỏi thì mở ống mật chủ để lấy sỏi, có hoặc là không dẫn lưu ke. Nhưng mà thường thường là người ta lấy dẫn lưu ke để cho nó an toàn, để cho nó giảm cái áp lực đi. Thì trong lúc mà chúng ta khâu quá các thứ nó chưa 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 liền thì nó giảm cái áp lực đi, thì nó cái nguy cơ bục nó thấp. Thì đấy là cái mở ống một chủ lấy sỏi. Hoặc là những trường hợp nó tắc thấp quá, nó tắc sát xuống dưới ngay ở cái đầu, gần sát ngay tá tràng, anh không lấy sỏi được, anh không lấy được, hoặc là do một cái nguyên nhân nào đó anh không lấy được cái đó, thì người ta có thể nối cái đường đường mật ấy, thẳng xuống đường tiêu hóa, người ta gọi là nối mật ruột, nối mật ruột. Thì như vậy là khi gì, khi nó tắc ở cái ống mật chủ thì người ta mổ nhiều, hoặc là những trường hợp do mổ nhiều lần quá nó tái phát, bây giờ nó mủn hết cả dưới đấy rồi, mở ra rồi khâu vào nó sẽ bục mất. Thì như vậy để nó nhằm tạo ra một cái đường lưu thông nhân tạo từ trên ống mật xuống thẳng ruột, rồi chạy tắt qua đấy, giống như chúng ta đào một con kênh tắt để chúng ta dẫn nước vào cái canh tác, ví dụ như thế. Thế thì như vậy là đường mật nó vẫn xuống được, nhưng mà nó qua một cái đường mở mở thông nhân tạo do chúng ta làm ra. Và chúng ta có thể mổ mở ở một cái đường rạch ở giữa trên rốn, và cũng có thể mổ nội soi. Ta dùng nội soi với trường hợp mà sỏi những cái biến chứng nó chưa nặng nề lắm, chúng ta có thể mổ nội soi. Thì đấy là cái dạng chúng ta mổ mổ lấy sỏi. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó chưa biến chứng nhiều lớn thì người ta có thể mổ ra lấy sỏi nhưng mà không phẫu thuật. Mổ sỏi không phẫu thuật thì người ta thường lấy sỏi qua nội soi. Nội soi tức là người ta dùng các cái máy nội soi soi mật tụy ngược dòng. Người ta đi ngược dòng từ dưới ruột, người ta đưa đi lên trên đường
đường mà người ta tìm đến cái chỗ sỏi tắc đó và người ta tán, như vậy là người ta gọi là tán sỏi qua nội soi đó, đúng không? À, những cái sỏi nhỏ đơn giản mà thấy rằng là nó cũng không gì thì đôi khi người ta tán sỏi qua da, à, tức là dùng cái máy thủy lực đặt ở áp ra ngoài ngoài da tương ứng, người ta bắn một cái xung lực như vậy là để cho nó đủ để làm vỡ cái viên sỏi đó. Nhưng mà đôi khi thì những cái trường hợp này đôi khi thì nó vẫn có những trường hợp đôi khi là cũng không thành công, chứ không phải tất cả cái nào cũng cũng thành công. Đó. Thì đây là chúng ta có thể nhìn, có thể hình dung trên cái hình bên trái thì chúng ta thấy là đây là một cái ke, tức là khi người ta mổ, người ta mở, người ta lấy sỏi rồi, cái ống mật chủ đây, đấy, thì người ta đưa một cái dẫn lưu ra ngoài và cái hình chữ T là nó vẫn nằm ở trong mật, đấy, và nó giữ như thế để cho nó khỏi tuột, và cái đường lưu thông xuống ruột vẫn có, trong trường hợp nó căng quá thì nó phì chảy ra ngoài. Thế thì như vậy để nó giảm cái áp lực đi và nó đến khi nào nó liền rồi người ta rút cái này ra, để đấy là cái dẫn lưu qua ke. Đấy. Thì đây là những cái dạng người ta dẫn lưu qua ke. Thì trong trường hợp này thì một số trường hợp là nếu người ta lưu lại, nếu như những cái sỏi trong gan nó vẫn còn đó, hoặc là những cái sỏi nhỏ nó vẫn còn sót ở đấy, thì người ta lưu cái này lại cũng có một cái hình thức là người ta có thể sau này người ta luồn qua cái ke này, người ta lại tiếp tục lấy những cái sỏi sót tiếp. Thì như vậy là nó có nhiều các cái tác dụng như vậy. Thì đây là cái dạng một cái máy nội soi, nó có hình dáng như kiểu như này, nó có rất nhiều các hãng, ví dụ như là Canstot của Đức hay là Olympus của Nhật là những cái thông máy nó thông thường. Hay đây là một cái máy thủy lực để người ta tán sỏi qua da, ví dụ thế. Thế đấy là những cái dạng người ta dùng để tán sỏi. Thế thì đối với trường hợp này thì về mặt giáo dục thì chúng ta cần làm cái gì? Làm cái gì? Thì chúng ta sẽ giải thích cho bệnh nhân các cái biện pháp phòng chống các cái sỏi mật. Đấy. Giữ gìn vệ sinh trước khi ăn, tức là chúng ta phòng chống cái rửa tay trước khi ăn, như chúng ta phòng chống cái chứng run, nhiễm chứng run, đặc biệt là như thế, cái ký sinh trùng rất quan trọng. Thứ hai là phải tẩy run định kỳ, đặc biệt là những cái anh đã từng bị sỏi rồi thì chúng ta càng phải chú ý cái việc này. Có thể sử dụng các cái thuốc lợi mật có nguồn gốc thảo dược. Đó. Thế rồi là cung cấp các cái dấu hiệu mà nó biến chứng của người bệnh để chúng ta kịp thời quay lại tái khám trong những trường hợp mà đặc biệt là những cái trường hợp sỏi tái phát. Nó hướng dẫn cho bệnh nhân chăm sóc cái ke, tức là cái sông ấy, nếu mà những trường hợp nào khi về xuất viện rồi mà bệnh nhân vẫn chưa rút được cái ke thì chúng ta cũng phải 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 phải, phải hướng dẫn cho người ta cái cách chăm sóc ra làm sao. Đó. Chăm sóc ra làm sao. Thế thì đấy là một số các những cái cần phải hướng dẫn cho người bệnh. Về cái sỏi túi mật về cơ bản thì nó cũng giống như triệu chứng cơ bản, nó có một số các cái dấu hiệu thì cơ bản nó cũng giống như cái sỏi kia, nhưng mà cái vị trí của nó thì nó ở cái túi mật. Như vậy tôi không giới thiệu nhiều về cái này làm gì. Thế thì nói một chút về cái ke dẫn lưu. Khi mổ bao giờ người ta cũng có một cái dẫn lưu ke, như vừa nãy chúng tôi nói. Đấy là một cái sông hình chữ T. À, cái phần đầu ngang thì nó nằm, người ta đặt nó nằm ở trong cái ống mật chủ, còn cái đầu dài dẫn lưu ra ngoài. Đó. Thế cái tác dụng của cái ke này để làm gì? Một là có tác dụng để nó làm giảm cái áp lực ở trong cái ống mật. Đấy, cái thứ hai nữa là người ta cũng theo dõi cái mật hàng ngày nó chảy ra ngoài. Đấy, để người ta biết rằng là cái gan này nó còn chức năng, nó còn tốt không? Đấy, chức năng nó còn tốt không? Thế trong trường hợp mà nó tắc thì có nghĩa rằng là hoặc là còn sót sỏi, hoặc là do chúng ta để gấp, tức là các cái sông dây gấp ở chỗ nào đó,
hoặc là cục máu đông hay cái gì đó chúng ta phải xử lý đó. Thì đấy là cái tác dụng đầu tiên của nó là giảm cái áp lực trong cái ống mật. Bởi vì nếu như nó áp lực mà nó căng quá thì cái khâu của chúng ta nó bục ra mất, áp lực căng quá nó bục ra mất, thế thì nó giảm áp đi thì như vậy cái nguy cơ bục nó thấp thôi. Đó. Thứ hai, nó có tác dụng để nong cái ống mật cho nó khỏi bị hẹp lại, bởi vì chúng ta còn đặt cái ống chạy ở trong. Thứ ba là nó theo dõi cái sự lưu thông của cái ke, tức là cái sự tiết của mật. Đó. Thế thì chúng ta nhớ mấy cái điều về mặt sinh lý á, thì trong 3 ngày đầu khi chưa có nhu động ruột thì cái dịch mật qua ke nó khoảng độ 300 đến 600 cc một ngày. Đấy là bình thường. Đấy là bình thường trong 3 ngày đầu, tức là ruột nó vẫn còn bị liệt, nó chưa có nhu động. Thì như vậy là cái dịch mật nó chảy qua ke như vậy. Thế như vậy nếu không có cái ke này thì cái mật này nó cứ căng lên thì cái chỗ khâu nó bị bục là cái chắc. Thế nên cái tác dụng của cái ke là như vậy. Thế còn khi có nhu động ruột rồi thì cái lượng dịch nó ra khoảng độ 200 cc một ngày. Đấy, còn lại nó do nhu động ruột ở dưới cho nên nó tiếp tục nó chảy xuống ruột. Đó. Thế còn khi ke không ra mật hoặc là ra quá ít, đó, thì như vậy chúng ta phải đánh giá xem nó nguyên nhân nó do cái gì. À, nó có thể do là bệnh nhân này có thể thiếu nước chăn, do chúng ta mất nước nhiều quá, chúng ta không truyền, không bổ nước cho nên bệnh nhân không đủ dịch mật để tiết ra, hoặc là do tắc sỏi, hoặc là do tắc máy máu đông, hoặc là có khi là cái ống nó gấp bệnh nhân để rồi ngồi lên hoặc là nằm đè lên ví dụ thế, hoặc là cái chai chúng ta không không để thấp, cái chai để đựng mật thì không có thấp. Thì tất cả những cái đấy là chúng ta phải kiểm tra lại. Nếu nó tắc thì chúng ta phải bơm rửa. Đó. Nếu nó gấp thì chúng ta phải xử lý gấp. Nếu nó do là cái bình chúng ta để cao quá thì phải hạ thấp xuống dưới 60 cm so với cái mặt mà bệnh nhân nằm. Đó. Đấy. Thế và cái chân ở cái sông ấy nó không được để cái mật nó thấm dịch ra, nó sẽ gây ra loét, bởi vì là cái dịch mật nó rất là độc, nó có thể gây ra cái lở loét. Thì đấy là những một số các cái yếu tố liên quan đến cái ke để chúng ta cũng biết trong cái chỉ định hướng dẫn cho người bệnh. Ví dụ như là khi mà nó nguy cơ mà tắc do có thể do sỏi vụn hoặc là do cái cục máu đông thì chúng ta có thể rửa sạch ấy, thay băng các cái chân sông này, thế rồi bơm rửa qua ke bằng cái nước muối ấm. Đó. Chúng ta nhớ là mỗi lần bơm chỉ khoảng 10 cho đến 20 cc một lần. Đó, cái áp lực nhẹ trong 5 đến 7 ngày đầu, và từ ngày thứ 7 thứ 8 sau mổ trở ra thì có lẽ là chúng ta cũng nó không cần thiết, bởi vì là như vậy là lúc ấy nó trôi chảy nó thông xuống dưới rồi. Đó. Thế thì đấy là những cái điều chúng ta cần phải 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 lưu ý. Và như vậy thì đối với người bệnh mình phải hướng dẫn, nếu như người ta đem về nhà thì cũng phải hướng dẫn người ta vệ sinh, và nếu như có những cái hiện tượng đau hoặc là tắc thì người ta cũng phải biết để người ta quay lại tái khám. Thì đấy là một số những cái điểm chúng ta lưu ý đặc biệt trong cái chăm sóc ke đối với mổ mật, thì cái chăm sóc ke là rất là quan trọng. Thì đấy là một số các cái liên quan đến cái sỏi đường mật. Thì các anh các chị có được câu hỏi gì về cái vấn đề này không ạ? Dạ không thầy ạ. Vâng, thế như vậy là qua cái bài này thì chúng ta có hình dung là có những giai đoạn là chúng ta có thể can thiệp điều trị y học cổ truyền được, đúng không? Nên là rất quan trọng. Thế này cho nên là khi chúng ta học những cái vấn đề thì chủ yếu là chúng ta sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức nền. Sau này thì chúng ta có thể biến hóa được, bởi vì là những cái kiến thức này nó giúp cho chúng ta có một cái tư duy logic, tư duy logic rất quan trọng với cho đó. Tôi biết là các anh các chị là đều là những người đã từng hành nghề y học cổ truyền. Như vậy chúng ta đang có cái gì, cái điều thuận lợi là tư duy kinh nghiệm. Tư duy kinh nghiệm, cái tư duy kinh nghiệm đấy thì nó giúp cho các anh chị, tức là cũng tích lũy những cái tư duy nó từ có thể từ
người nhà, có thể từ bạn bè tích lũy trong vài chục năm. Thế nhưng mà những kiến thức nền này thì nó sẽ là những kiến thức mà có khi hàng trăm năm của rất nhiều thế hệ tích tụ lại. Nhưng quan trọng nữa là nó tạo cho chúng ta một cái tư duy logic. Nếu như là tư duy kinh nghiệm, chúng ta cứ gặp thế là chúng ta làm được, nhưng khác thế là chúng ta không làm được. Nhưng nếu mà tư duy logic thì nếu gặp khác đi, chúng ta vẫn có thể suy luận và chúng ta làm ra được. Cho nên là không không bao giờ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ học được tất cả đâu. Quan trọng là chúng ta có được một cái tư duy logic thì chúng ta có thể gặp bất kỳ cái gì chúng ta đều có thể biến hóa được, và chính cái đấy là cái trưởng thành của chúng ta, đúng không? Bây giờ chúng ta sang một chút về cái bài câu hỏi đánh giá. Chúng ta có thể ghi lại cái bài tập lượng giá. Tam chứng Sagot biểu hiện bằng các dấu hiệu xuất hiện thứ tự như A. Sốt đau vàng da. B. Vàng da đau sốt. C. Đau sốt vàng da. Ok. Xe Rồi, ok. Sỏi mật có thể là sỏi đường mật trong gan. B. Sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ. C. Sỏi ống mật chủ, sỏi túi mật hoặc sỏi trong gan. vẫn xe được. xe Ai có ý kiến gì khác không? C là câu trả Vẫn lời. xe. Ok. 3. Sỏi đường mật cần chẩn đoán phân biệt với A. Vàng da huyết tán, viêm gan do virus Rickettsia. B. U đầu tụy, ung thư gan, viêm tụy cấp. C. Tất cả các C ý trên. C Ok, C là C câu trả lời rồi. 4. Nguyên tắc điều trị sỏi mật, cái này ghi lại nhé.